Chào các em, hôm nay thầy luyện tập tiết cuối cùng của bài 2 căn bậc 2 và hàng đẳng thức. Căn bậc 2 của A bình bằng trị tựa của A. Bây giờ chúng ta vào làm bài tập số 14, phân tích thành nhân tử, tức là phân tích thành tích A nhân VB. A là một biểu thức đề số, B là một biểu thức đề số. Thì trước hết phân tích thành nhân tử thì các em nhớ cho thầy cái kết luận sau. Nếu A lớn bằng 0 thì A sẽ bằng căn A, căn bậc 2 của A, tất cả bình phương. Bây giờ mình phân tích đa thức thứ nhất bằng, đây là x bình phương 3, số 3 này là bằng căn bậc 2 của 3, tất cả bình phương. Bây giờ áp dụng hàng đẳng thức A bình trừ B bình là bằng A trừ B nhân A cộng B. Như vậy ta được x trừ căn 3 nhân với x cộng căn 3. Như vậy là chúng ta phân tích thành nhân tử sau. Bài thứ hai cũng tương tự như vậy, số 6 này là bằng căn bậc 2 của 6, tất cả bình phương. Xuất hiện hàng đẳng thức A bình trừ B bình là bằng A trừ B nhân A cộng B, tức là x trừ căn 6, căn bậc 2 của 6 nhân x cộng căn bậc 2 của 6. Cái bài số 3 này câu C để các em lưu ý một chút. Đây thì bình phương thứ nhất cộng hai lần tích số thứ nhất và số thứ hai. Số 3 này chính là bình phương của căn bậc 2 của 3. Để ta viết lại một chút. X bình phương cộng 2 lần tích số thứ nhất nhân số thứ hai cộng với bình phương của số thứ hai. Cái này chính là hàng đẳng thức x cộng với căn 3, tất cả bình phương. Căn bậc 2 của 3, tất cả bình phương. Như vậy là chúng ta được bình phương từ này là một tích. Ở đây chúng ta cũng để ý như vậy, x bình phương trừ hai lần tích số thứ nhất và số thứ hai cộng bình phương số thứ hai. Về số 5 chỉ là căn bậc 2 của 5, tất cả bình phương. Trừ hai lần tích số thứ nhất nhân số thứ hai cộng với bình phương số thứ hai chính là bằng số thứ nhất trừ số thứ hai, tất cả bình phương. X trừ căn bậc 2 của 5, tất cả bình phương. Như vậy chúng ta phân tích một tích. Như vậy là chúng ta đã phân tích xong cả cái đa thức thành nhân tử. Mục đích để phân tích thành nhân tử là để giải phương trình sau này. Thế bây giờ chúng ta áp dụng cái cách phân tích thành nhân tử để chúng ta giải phương trình. Bài 15 là giải các phương trình sau. Chúng ta phân tích thành nhân tử để đưa về phương trình tích. Mà phương trình tích A nhân B bằng 0 thì tương đương với hoặc A bằng 0 hoặc B bằng 0. Cái phương trình này thầy phân tích thành nhân tử như sau. X bình phương trừ 5 là bằng căn 5, tất cả bình phương bằng 0. Tương đương, đây là xuất hiện hàng đẳng thức A bình trừ B bình, A trừ B nhân A cộng B. X trừ căn bậc 2 của 5 nhân với x cộng căn bậc 2 của 5 bằng 0. Một tích bằng 0 thì từng thừa số bằng 0. Như vậy nó tương đương với x trừ 5 bằng 0 trừ căn bậc 2 của 5 bằng 0, hoặc x cộng căn bậc 2 của 5 bằng 0 tương đương với x bằng căn bậc 2 của 5 hoặc x bằng âm căn bậc 2 của 5. Và nghiệm, chúng ta ghi đáp số là tập hợp nghiệm các em nhé. Đáp số tập hợp nghiệm S sẽ bằng
cộng trừ căn bậc 2 của 5. Câu B, chúng ta dựa vào cái phân tích hằng đẳng thức tương đương với, đây chính là bình phương thứ nhất, hai lần tích số thứ nhất với số thứ hai, đây là cộng với bình phương thứ hai, tức là căn bậc 2 của 11 tất cả bên. X bình phương trừ hai lần tích số thứ nhất nhân số thứ hai cộng với bình phương thứ hai. Mà không, đây chính là hằng đẳng thức tương đương với x trừ căn bậc 2 của 11 tất cả bình phương bằng 0. A bình phương bằng 0 thì tương đương với A nó bằng 0, tức là tương đương với x trừ căn bậc 2 của 11 bằng 0, tương đương với x bằng căn bậc 2 của 11. Và ta đáp số tập hiệu nghiệm S là một phần tử, đó là căn bậc 2 của 11. Cái bài toán 16 người ta đối như sau: một con muỗi nặng M gam, một con voi nặng là V gam, và người ta biến đổi để đưa đến cái hệ thức này. Sau đó đây là M trừ V, bên này là V trừ M, cùng chuyển sang mình được 2V bằng 2M, suy ra V bằng M, có nghĩa là con muỗi khối lượng con muỗi bằng khối lượng con voi, thì điều đó rất vô lý. Về sai chỗ nào phải toán, sai chỗ nào các em biết không? Sai cái chỗ là căn bậc 2 của M trừ V tất cả bình phương phải lấy trị tuyệt đối. Bên này V trừ M tất cả bình phương cũng phải lấy trị tuyệt đối. Như vậy là chúng ta khẳng định sai ở chỗ này này. Sai ở chỗ là cái hệ thức 1 thì nó tương đương với trị tuyệt đối của M trừ V bằng trị tuyệt đối của V trừ M, chứ không thể là bằng M trừ V đây V trừ M được cả. Như vậy chính cái chỗ này là sai, dẫn đến cái điều sai. Như vậy là điều đó chứng tỏ là như con muỗi không còn nặng bằng con voi, đúng không? Cho nên M sẽ khác V. Từ đây mình suy ra là M sẽ khác V chứ không thể bằng V được. Để sai chỗ đó. Bây giờ thầy có một cái bài luyện tập sau với M, N, dương phân tích thành nhân tử. Thì thầy biến đổi M này chính là M dương mà, cho nên M chính là căn bậc 2 của M tất cả bình. N dương, cho nên N chính là căn bậc 2 của N tất cả bình. Trừ cho thầy đọc chú trừ ra ngoài là nhân tử chung, thì căn bậc 2 của M cộng căn bậc 2 của N nó sẽ bằng tiếp. Đây là A bình trừ B bình, là A trừ B nhân A cộng B, tức là căn bậc 2 của M trừ căn bậc 2 của N nhân căn bậc 2 của M cộng căn bậc 2 của N, tiếp tục trừ căn bậc 2 của M cộng căn bậc 2 của N. Các em để ý, căn bậc 2 của M cộng căn bậc 2 N là nhân tử chung, cho nên mình đặt là nhân tử chung. Căn bậc 2 của M cộng căn bậc 2 của N nhân tử chung, thì trong này còn lại là gì các em? Căn bậc 2 của M trừ căn bậc 2 của N, đây là sau này còn số 1 đúng không nào? Trừ cho 1. Như vậy là kết thúc phân tích thành nhân tử. Qua cái bài tiếp theo câu B cũng như vậy, ta biến đổi như sau: M này á mình nhập với cái N này, M này là viết lại là căn bậc 2 của M tất cả bình. Thì rời đi vị trí trừ N ra trước này, trừ căn bậc 2 của N tất cả bình phương, rồi cộng căn bậc 2 của M trừ căn bậc 2 N, thì nó sẽ bằng. Thế nên nó cũng bằng như vậy, thì A bình trừ B bình là A trừ B nhân A cộng B. Căn bậc 2 của M trừ căn bậc 2 của N nhân căn bậc 2 của M cộng căn bậc 2 của N, thì cộng với căn bậc 2 của M
trừ căn bậc 2 của n. Các em thấy này, thì nhân tử chung là căn bậc 2 m trừ căn bậc 2 n. Như vậy nó bằng căn bậc 2 m trừ căn bậc 2 của n, nó ngoặc lại. Trong này còn căn bậc 2 m cộng căn bậc 2 n cộng với 1. Như vậy chúng ta đã phân tích xong nhân tử. Như vậy, cách phân tích thành một nhân tử thì thầy đã phân tích các bài cho các em, và chính phân tích thành nhân tử này chúng ta dùng để giải các phương trình sau này. Cuối cùng thầy mong các em về nhà ôn tập và làm bài tốt để chúng ta chuẩn bị học bài thứ 3. Hẹn gặp lại các em trong cái video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.